đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 Điều kế tiếp đó mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là lời phát biểu của cựu tổng thống Donald Trump Thì gần đây đó, cựu tổng thống Donald Trump cũng đã có một bài phỏng vấn ở trên Fox News với lại Maria Bartiromo Thì có một câu hỏi đó là liên quan đến crypto Thì cựu tổng thống Trump cũng đã biết, các bạn nào mà theo dõi thì cũng đã biết là cái suy nghĩ của ông về tiền cực số như thế nào Thì Tổng thống Donald Trump trước đây đó là một người mà rất là nghiêng về đồng đô la và tiếp tục ủng hộ đồng đô la Thì bây giờ cũng như vậy, cựu tổng thống Trump cũng phát biểu Những gì mà chúng ta cũng đã từng nghe nói trước đây đó chính là Ông ta không thích tiền kỹ thuật số, không phải là vì một lý do nào khác hơn Là ông ta nghĩ là tiền kỹ thuật số như là Bitcoin thì có cái khả năng là cạnh tranh với đồng đô la và ông ta muốn đồng đô la tiếp tục là cái tiền được dự trữ bởi quốc tế và đây là cách mà chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục để mà uh, có cái uh, sức mạnh ở trong cộng đồng quốc tế khi mà chúng ta nói tới tiền tệ cũng như là nói tới chính trị. Thì đương nhiên cựu tổng thống Trump với giai trò là cựu tổng thống sẽ nói như vậy rồi đó cũng không gì là lạ hết. Thì như bạn hay hỏi thuận là tại sao chúng ta thấy là những cái người nổi tiếng thường hay phát biểu về crypto không phải là họ tự phát biểu đâu, các bạn thấy là crypto bây giờ là một cái phần rất là lớn trong thị trường tài chính hầu như ai cũng đã hiểu cái sự ảnh hưởng như thế nào sau này rồi, cho nên khi mà họ phỏng vấn bất cứ một người nào nổi tiếng họ đều sẽ có những câu hỏi kèm theo, giống như nói tới chính trị, nói tới dịch bệnh, nói tới bất cứ gì họ sẽ kèm theo là nghĩ gì về crypto, cho nên chúng ta mới nghe nói những người nổi tiếng đó chia sẻ như vậy mà thôi, thì cái mà được chia sẻ đó bởi cựu tổng thống Donald Trump lần này đó đã chính là ông ta nói là Crypto rất nguy hiểm và cảnh báo về cái vụ nổ như chúng ta chưa bao giờ thấy. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là gần đây đó à, là vợ của cựu tổng thống Donald Trump đó chính là Melania vẫn đang à, tiến hành để mà bán NFT riêng mà. Thì cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là tôi sẽ không có um, xoáy vào cái lời nói của cựu tổng thống Donald Trump. Mình thường sẽ chuyển qua để mà nói về cái đề tài liên quan đến là Bitcoin đó đóng vai trò như thế nào có thể trở thành tiền tệ để mà quy hiếp đồng đô la và những cái tiền phát định khác hay là không thì thậm chí xin chia sẻ những cái suy nghĩ cá nhân thôi mà thôi cái bạn nào mà có suy nghĩ cá nhân thì cứ để bên dưới uh, comment tại vì đó đối với thuận khi mà chúng ta nhìn vào những người gần đây đó mà đã rất là lên tiếng chỉ trích về cái vai trò của những coi cũng như là Web3 đó đó chính là Jack Dorsey thì Jack Dorsey đó, sau khi mà rời khỏi Twitter, các bạn có thể nhớ là Jack Dorsey là CEO của công ty Twitter Rời khỏi Twitter gần đây, nhưng mà nhiều người nói là sau khi rời khỏi đó, thì Jack Dorsey lại lên trên Twitter Để mà giống như là thuyết rất là nhiều, chia sẻ rất là nhiều những cảm nghĩ của Jack về uh, Bitcoin hay là về altcoin hay là về Web3 Và những cái suy nghĩ đó thì rất rõ ràng là Jack Dorsey chỉ thích Bitcoin mà thôi Có thể nói được đây là một trong những người mà thuộc về cái xu hướng gọi là chủ nghĩa BTC chủ nghĩa Bitcoin có nghĩa là chỉ thích Bitcoin mà thôi và nghĩ là chỉ nên cứ Bitcoin tồn tại thì Jack Dorsey đó người ta nói là rời khỏi Twitter để có thể là có thêm thời gian lên trên Twitter để mà post thì rất là mắc cười nhưng mà Jack Dorsey gần đây đó cũng đã khiến cho nhiều người có nhiều cái sự tranh cãi Tại vì cái bạn thấy được là Jack Dorsey thường sẽ không nói riêng về Jack Dorsey Tại vì mình nghĩ là Jack Dorsey cũng cống hiến rất nhiều Và trong hiện crypto rồi bây giờ ông ta vẫn là CEO của công ty Square Và bây giờ vẫn tiếp tục có những cái xu hướng là phát triển Bitcoin Nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là những cái suy nghĩ tương tự Thì giống như là thường vừa chia sẻ liên quan tới lời phát biểu của cựu tổng thống Donald Trump Thì Jack Dorsey nghĩ đó là Bitcoin nên là tiền tệ và sau này sẽ trở thành cái phương tiện thanh toán và sẽ coi như là có cái sự quy hiếp đối với những cái tiền pháp định thì các bạn hiểu là ngay lập tức rất nhiều người tại vì trong thị trường chúng ta nói riêng là Bitcoin thôi thì mọi người tham gia Bitcoin đã có nhiều suy nghĩ khác nhau nhiều người tham gia vào tại vì họ nghĩ Bitcoin là công cụ tài chính nhiều người tham gia vào tại vì họ nghĩ là Bitcoin là công cụ chống lại lạm phát là một tài sản lưu trữ giá trị lâu dài một số người tham gia vào đã nghĩ là Bitcoin nên đóng vai trò như là tiền tệ thì suy nghĩ có thuận nó trong vòng bốn năm năm qua cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi nhưng mà nào mà theo dõi kênh cũng đã thấy là thường nên thì nghĩ là thời điểm hiện tại tôi nghĩ là một cái vấn đề lớn nhất của cái tên cryptocurrency như là tiền kỹ thuật số cái chữ mà gây ra nhiều cái vấn đề đối với tiền kỹ thuật số đó chính là cái chữ currency như là tiền tôi nghĩ là khi chúng ta gọi là cryptocurrency hay là tiền kỹ thuật số đó thì sẽ dẫn đến à, nhiều cái sự chỉ trích cũng như là nhiều người sẽ có cái sự lo ngại tại vì tiền đó bây giờ các bạn thấy được là vai trò phát hành tiền đó chính là vai trò của chính phủ hay là ngân hàng trung ương thì chúng ta lại có một cái loại tiền mới xuất hiện đương nhiên các bạn nghĩ là những người đó có lo ngại hay không đương nhiên là họ lo ngại rồi nhưng mà không phải ai tham gia vào thị crypto này cũng nghĩ là bitcoin sẽ là tiền được sử dụng rộng rãi hay là bất cứ tiền kỹ thuật số nào sẽ được dùng rộng rãi như là tiền bản thân thường thì nghĩ là bitcoin nói riêng là một loại tài sản lưu trữ giá trị thì nếu như mà từ ban đầu đó chúng ta có cái tên là crypto asset như là tài sản kỹ thuật số thì nghĩ là sẽ tránh đi rất nhiều phiền phức thì sau khi mà Jack Dorsey phát biểu như vậy đó thì đương nhiên các bạn thấy là không lạ là cụ tổng thống Donald Trump lại à, nghĩ tiếp tục là chúng ta đang có cái gì đó mà muốn chống đối với đồng, đồng đô la đương nhiên à, nhiều người bắt đầu là lên trên những đài truyền hình để mà đứng chính lại là đây là suy nghĩ cá nhân của Jack và những người mà theo suy nghĩ đó mà thôi chứ còn một số người vẫn coi như là tài sản như là cái bài phỏng vấn này Uh, ở trên fox news thì các bạn thấy được đó là điều này thì làm cho thuần có cái suy nghĩ là nếu chúng ta nghĩ btc là tiền đó thì nếu chúng ta so sánh những cái yếu tố uh, có một loại tiền tốt đó thì có những yếu tố như thế nào đặc điểm gì uh, thì uh, chức năng là gì ra sao thì khi mà thuận suy nghĩ đến điều này đó thì thuận lại tìm thấy những cái bài chia sẻ tương tự những bài này đó rất là nhiều người chia sẻ ở trên twitter hay là ở trên facebook là các bạn thấy được là bên trên này đó là so sánh bitcoin vàng và tiền pháp định và bên tay trái này đó là chia sẻ một số những đặc điểm của tiền và so sánh là cái đặc điểm của bitcoin tốt hơn hay là xấu hơn so với những cái này thì thuận có thể chia sẻ với các bạn là nhìn vào những cái bài chia sẻ này đó thì nó là suy nghĩ cá nhân của một người nào đó mà thôi và rất tự nhiên về Bitcoin, nghĩa là Bitcoin là tốt hầu như là mọi mặt so với lệ vàng hay là so với tiền pháp định trong vai trò là tiền tệ Thuận thì không có nghĩ như vậy cho nên Thuận đã uh, bỏ thời gian ra để mà tạo ra một cái bản tương tự nhưng mà theo suy nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi đương nhiên uh, Thuận sẽ giải thích với các bạn và các bạn hoàn toàn có thể là có suy nghĩ khác về suy nghĩ của Thuận Cái mà Thuận muốn chia sẻ là đối với Thuận như thế nào mà thôi thì uh, Thuận đã làm một cái bản nó khác hơn một chút nhưng mà thuận chia sẻ đó là cái vai trò của tiền tệ nếu như mà nói bitcoin đó là một cái loại tiền mà được sử dụng nhiều đó sau này như là tiền tệ thực sự thì nó cần phải như thế nào khi mà so sánh với những loại tiền khác đã từng được sử dụng trước đây đó thì nó như thế nào thì các bạn thấy là bên trên này đó thường đã chia sẻ là bên trái và phải là chúng ta so sánh với là bò tại vì các bạn thấy được bò chỉ là đại diện mà thôi trước đây chúng ta sử dụng rất nhiều chúng ta sử dụng những cái vỏ sò chúng ta sử dụng những cái loại tài sản khác để mà trao đổi giống như là bò hay là heo gì trước đây trước khi chúng ta có tiền pháp định và bên uh, kế đó đó là đồng đô la kế đó là vàng và cuối cùng là BTC thì bên trên này đó các bạn thấy được là chúng ta có chức năng của tiền thì định nghĩa đó của một loại tiền tốt phải có ba chức năng thứ nhất là một kho uh, lưu trữ giá trị để hiểu rõ hơn đó thường đã làm một số video liên quan đến bitcoin là kho lưu trữ giá trị là gì rồi thì để uh, suy nghĩ đó rõ hơn các bạn thấy là các bạn đã có một cái loại tài sản mà có hạn đó chính là thời gian các bạn sống ở trên trái đất này và thứ nhì nữa là năng lượng hàng ngày của các bạn đó là những tài sản các bạn có chúng ta suy nghĩ tìm một cách khác đi thì mỗi ngày các bạn đi làm đó là các bạn bỏ công sức và các bạn bỏ cái thời gian các bạn ra để làm gì để các bạn hoán đổi cái thời gian và sức uh, của các bạn cái năng lượng các bạn để cho các bạn có thể là tích lũy theo một cái dạng khác đó có thể là tiền hiểu đơn giản là như vậy các bạn đi làm bỏ công bỏ sức ra để tích lũy cái đó trở thành tiền để các bạn có thể là sử dụng sau này để mà đổi cái um, năng lượng đó trở thành một cái loại hàng hóa mà các bạn cần thiết chứ đâu phải lúc nào các bạn cũng có thể là trao đổi trực tiếp đâu cho nên các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào đó là tiền là một kho lưu trữ giá trị là cái chức năng đầu tiên của tiền cần phải có phải lưu trữ được cái giá trị của các bạn phải lưu trữ được thời gian công sức của các bạn thứ nhì nữa đó là một đơn vị tính toán có nghĩa là tiền phải được như là một đơn vị tính toán có nghĩa là khi các bạn đi mua đó thì mọi người đều phải tính toán theo cái đó như là cái này bao nhiêu cái này là một ngàn đồng việt nam hay là đồng việt nam cái kia là một đô la hai đô la đó là đơn vị tính toán thứ ba chức năng có tiền đó cần phải có đó chính là phương tiện trao đổi có nghĩa là được sử dụng và chấp nhận rộng rãi ở khắp nơi à, ai cũng có thể chấp nhận các bạn ở việt nam thì khi các bạn sử dụng đồng việt nam tất cả những thương hiệu Việt Nam đều sử dụng đồng Việt Nam. Các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ thì mọi người sử dụng đồng đô la. Các bạn đi tới đâu, các bạn có 10 đô la, các bạn đưa cho người ta để mà mua hàng hóa, nếu người ta không chấp nhận là phạm pháp sẽ bị, đồng đô la là tiền pháp định thì đó là cái phương tiện trao đổi. Ba ba yếu tố này rất là quan trọng đó là ba chức năng của tiền. Thì khi mà so sánh á, các bạn thấy được là chúng ta nói tới bò đi thì con bò rất là yếu trong ba cái yếu tố này, cho nên các bạn thấy được là những cái loại tiền tệ đó mà dựa vào thực phẩm ấy, giống như trước đây chúng ta còn dù mà nói là đồ đá đó thì sẽ dùng những cái thức ăn để mà làm cái phương tiện thanh toán lưu trữ giá trị và trao đổi nhưng mà nó không có tốt tại vì thức ăn hay là những cái loại hàng hóa đó nó sẽ uh, hư nó sẽ giống như là không sử dụng được trong thời gian dài và không có dễ dàng để mà uh, tích lũy hay là không có dễ dàng để mà di chuyển cho nên các bạn được là từ từ người ta không sử dụng những cái loại đó nữa mà người ta chuyển qua các bạn thì được chúng ta nói tới uh, đồng đô la đi thì đồng đô la đó là không phải là mỗi kho lưu trữ giá trị tốt tại vì các bạn thấy lại tại vì sao tại vì chúng ta nói tới là lạm phát lạm phát xảy ra liên tục và để cho các bạn một cái uh, ví dụ đi chúng ta nhìn vào cái uh, phần trăm lạm phát chúng ta chỉ tính 5 năm qua thôi là từ năm 2016 tới năm 2021 phần trăm lạm phát đã là 15 phần trăm rồi vừa theo cho web này có nghĩa là các bạn thấy được là một đô la À, cái gì đó là giá một đô la năm 2016 bây giờ là một đô la 16 cent năm 2021 có nghĩa là tiền pháp định á, thì rất là yếu về cái phương diện là kho lưu trữ giá trị tại vì các bạn sẽ thấy được là giá trị sẽ mất đi theo thời gian vì lạm phát nhưng mà lại rất mạnh trong phương diện là đơn vị tính toán và phương tiện trao đổi các bạn được là ở đâu cũng sử dụng ở đâu cũng tính toán được vàng thì cũng giống như là bò yếu cho cả ba mặt tại vì thứ nhất đó, là kho lưu trữ giá trị thì đối với các bạn đó thì vàng như thế nào? Các bạn nào mà nhìn vào giá vàng trong vòng 11 năm qua thì sẽ thấy được là giá vàng nó không có tăng trưởng nhiều, nhất là khi các bạn so sánh với những loại tài sản khác hầu như là đi ngang. Nhưng mà khi các bạn tính vào cái giá vàng mà chúng ta tính vào phần trăm lạm phát đó thì vàng 11 năm qua thực sự là mất đi giá trị cho nên đây là một trong những cái mình nghĩ là yếu khi chúng ta nói tới vàng. À, tiền một đơn vị tính toán thì vàng cũng yếu các bạn thấy được là đâu có ai mà tính toán quy ra vàng đâu và chúng ta thấy được là phương tiện trao đổi đó thì cũng là yếu các bạn thấy được là nếu như mà thường bây giờ đi chợ đi thường cầm theo cái vàng thì làm sao mà các bạn có thể là lấy cái vàng đó để mà trả tiền cho người cashier người tính tiền được cho nên yếu cả ba mặt chúng ta nói tới bitcoin đi thì bitcoin đó là một cái kho lưu trữ giá trị thì đây là cái phần mạnh của btc tại vì chúng ta sẽ thấy được đó là tính trong thời gian 5 năm qua thôi thì các bạn sẽ thấy được là 5 năm qua cái phần trăm tăng trưởng của BTC đó nó sẽ lên tới là 5450 không chỉ tính từ năm 2016 tới bây giờ thôi đã tăng lên rất nhiều thì đương nhiên đây là một nơi có, có thể gọi là kho lưu trữ giá trị tốt à, thứ nhì nữa đó là một đơn vị tính toán thì rất là yếu bạn có thể được bây giờ đâu có bao nhiêu nơi mà quy ra Bitcoin để mà trả đâu và phương tiện trao đổi các bạn hiểu được cũng yếu luôn bây giờ đâu có nhiều nơi để mà chấp nhận thanh toán bằng BTC đâu cho nên các bạn thấy được đó là thường đó những gì mà được sử dụng nhiều đại diện cho tiền thì sẽ là một cái gì đó mà mạnh phần lớn trong cả ba cái này cho nên những cái mà không mạnh đó, thường sẽ không được sử dụng rộng rãi và từ từ họ sẽ chuyển qua để mà sử dụng cái nào mà nó tiện lợi hơn và mạnh trong cả ba chức năng này đó chính là đồng đô la hiện bây giờ đó tại sao đồng đô đồ la hay là bất cứ tiền phê định nào à, được sử dụng rộng rãi ở nơi mà các bạn ở ngay cả vàng trước đây các bạn thấy được là chúng ta xem những cái phim như là phim cổ trang đó các bạn thấy được là trên căn bản hồi xưa dựa theo những lịch sử thì người ta không gửi vàng mà một nơi mà người ta tin tưởng sau đó người ta lấy những cái hiện ngân những cái tờ giấy ngân phiếu đó rồi sau đó sử dụng ngân phiếu cũng như là tiền giấy gì tại vì vàng các bạn đem theo rất là khó khăn và cũng như là rất là khó để mà tính toán hay là trao đổi cho những điều hàng ngày đó là ba cái chức năng của tiền mà nhiều người nói đến cho nên khi mà nói về chức năng đó bây giờ các bạn thấy được là btc vẫn không bằng usd và không bằng những tiền pháp định đó là điều đầu tiên mà thường muốn nói tới kế tiếp đó là nhiều người sẽ nói tới là tiền ngoại trừ chức năng ra đó là còn có đặc điểm nữa chúng ta có tổng cộng là sáu đặc điểm thứ nhất đó là độ bền thứ hai là tính di động thứ ba là khả năng phân chia thứ tư là tính đồng nhất thứ năm là nguồn cung hạn chế và thứ sáu là khả năng chấp nhận thì so sánh giữa ba cái này các bạn có thể thấy là rất đơn giản là các bạn sử dụng hàng hóa hay là bò đó để mà dùng làm tiền đó thì yếu trong tất cả những cái này ngoại trừ là tính di động rồi thôi. thôi tại vì nếu như chúng ta dẫn con bò đi thì nó sẽ đi nhưng mà không biết đi bao nhiêu xa trước khi mà con bò nó sẽ mệt hay là bị chết hay là bị gì đó cho nên trung mình mà thôi Nhưng mà nói chung bò không phải là một điều tốt để các bạn sử dụng làm tiền Thứ nhì chúng ta nhìn vào vàng đi Thì các bạn thấy được là vàng mạnh vì một số điểm nhưng mà là yếu vì một số điểm Mạnh ở điểm nào? Mạnh ở cái điểm là độ bền Vàng cũng là một trong những cái loại kim loại mà cũng rất là bền à, và kế tiếp nữa các bạn thấy là tính đồng nhất tính đồng nhất có nghĩa là một đồng đô la là bằng một đồng đô la một uh, ounce vàng hay là một kg lô vàng bằng một ký lô vàng nó giống nhau thì đây cũng là một cái tính mạnh của vàng nghĩa là các bạn thì được một ký vàng à, bất cứ quốc gia nào cũng là một ký vàng nhưng mà các bạn thấy một con bò thì như là không bằng một con bò rồi cho nên nó yếu cái phần này thì chúng ta nói tới vàng đó thì mạnh hai điểm này nhưng mà vàng lại thiếu đi cái tính di động có nghĩa là nếu các bạn muốn di chuyển xuống lưỡng vàng đó rất là khó và các bạn cũng đã thấy là chuyện gì xảy ra ở những nơi như là nước Afghanistan gần đây thì những người nào mà có vàng rất là khó để mà di chuyển thứ hai nữa đó là khả năng phân chia như thường đã chia sẻ các bạn cầm một thỏi vàng các bạn mua cái đó cái đó là một phần mười thỏi vàng thì làm sao các bạn lấy cái kéo ra để mà cắt cái phần vàng hay là lấy cái dao để mà cắt để mà đưa cho họ được rất là khó và kế đó nữa đó là nguồn cung hạn chế khác với là nhiều người nghĩ đó vàng không có cái nguồn cung hạn chế năm nào người ta cũng đào thêm vàng và đặc biệt là nếu như giá vàng tăng đó thì lại có nhiều người bỏ tiền ra mua thêm những máy đào vàng hay là mở những cái xưởng đào vàng thì sẽ có nhiều vàng xuất hiện hơn và đó là một trong những cái áp lực khiến cho giá vàng nó khó tăng mạnh như là chúng ta nói tới btc tại vì càng nhiều người đào đó thì sẽ càng có nhiều vàng và vàng thực sự là có rất nhiều ở trên thế giới này năm nào người ta cũng đào thêm vàng cho nên không có hạn chế nguồn cung thì không có cái phần trăm lạm phát nhiều đó là đúng nhưng mà nếu hạn chế là không đúng à, kế tiếp nữa là khả năng cho nhận thấp như là thầy chia sẻ với các bạn các bạn bây giờ đi chợ đi làm sao mà trả bằng vàng được đó là về vàng còn chúng ta nói tới BTC đi thì BTC mạnh rất là nhiều à, phía độ bền Bitcoin đó, đương nhiên các bạn thì đâu có thật đâu Bitcoin chỉ là một cái mã ở trên blockchain mà thôi đương nhiên là rất là bền đâu có thể nào mà làm hư Bitcoin được thứ nhì tính di động các bạn hiểu đây chỉ là một cái gì đó ở trên mạng của blockchain mà thôi. Đương nhiên là di động rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần là nhớ cái khóa cá nhân thôi. Thậm chí các bạn có thể là đi bất cứ nơi nào. Các bạn có thể qua bất cứ cửa khẩu của bất cứ quốc gia nào. Khi các bạn qua đó các bạn chỉ cần nhớ cái khóa cá nhân của các bạn thôi là các bạn có thể là lấy lại không của mình được. Và bán ở quốc gia đó rất là dễ dàng để mà di chuyển mà không ai biết được các bạn có bao nhiêu BTC. À, kế tiếp là khả năng phân chia thì đương nhiên rất là mạnh rồi các bạn thấy là bitcoin có thể phân chia ra làm nhiều cái phần nhỏ và những cái phần nhỏ đó đó thì có thể là được sử dụng giống như chúng ta nói tới là cái phần nhỏ nhất của btc gọi là một satoshi à, kế tiếp nữa đó là tính đồng nhất một bitcoin là một bitcoin rất đơn giản thôi và nguồn cung hạn chế đây là một trong nhiễm khác biệt giữa vàng và bitcoin là nguồn cung bitcoin đó là 21 triệu đồng Bitcoin tổng cộng và mỗi 10 phút trung bình sẽ có Bitcoin xuất hiện và mỗi khoảng chừng 4 năm sẽ có hiện tượng hai bên một lần tất cả đều là toán học và Bitcoin có một cái đó nó gọi là cái độ khó và cái tốc độ đào thì đây là có cái sự liên quan lẫn nhau khi mà thuận trở lại đây đó thì các bạn thấy được trên màn hình đó chúng ta có hai biểu đồ thứ nhất là cái độ khó đào và thứ nhì là tốc độ đào thì cái sự liên quan đó là nếu như mà giá bitcoin tăng lên nhiều người đó đi đào bitcoin tại vì họ muốn có lợi nhuận thì khi mà nhiều người tham gia vào đào đó thì tốc độ đào nó sẽ tăng lên nhưng mà sau đó đó là khoảng chừng là mỗi hai tuần thì độ khó đào cũng sẽ điều chỉnh nếu như mà có quá nhiều người đào tốc đào quá nhiều thì nó sẽ càng khó hơn cho nên nó sẽ giữ được cái độ trung bình là mỗi 10 phút là có bao nhiêu Bitcoin ra cho nên trung bình á thì đây là một cái nguồn cung à, là ấn định và các bạn thấy được là chỉ có 21 triệu BTC mà thôi Trước khi mà nhiều bạn nói đó là nhưng mà chúng ta thấy được là trên thị trường crypto có tới mấy ngàn đồng lận Thì làm sao nói là crypto là hạn chế Thường không nói là crypto hạn chế, thường chỉ nói là Bitcoin hạn chế mà thôi Các bạn thấy được là chúng ta trên thị trường bây giờ có biết là bao nhiêu công ty công nghệ Nếu như mà thường nói với các bạn đó là cái công ty Facebook là đáng giá bao nhiêu Hay là nói đơn giản hơn đi là công ty Tesla là trị giá bao nhiêu Bây giờ các bạn thấy được là những người mà làm Tesla đó họ... À, rời khỏi công ty Tesla gọi họ đi làm công ty khác hay là họ mở công ty khác thì đó có phải là tự nhiên công ty Tesla sẽ mất giá hay không thì đương nhiên không không phải rồi các bạn thấy được là cũng tương tự như vậy chúng ta thấy được là Bitcoin là Bitcoin có những nơi khác xuất hiện thì cũng đâu có nghĩa là Bitcoin sẽ bị mất giá trị hay là có nhiều Bitcoin hơn đâu cũng tương tự thì đây là cái sự mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì kế tiếp đó là khả năng chấp nhận đây là một điểm yếu của BTC bây giờ đó thực sự mà nói là Hoa Kỳ thì nó có nhiều nơi hơn nhưng mà ở những cái quốc gia khác thì đương nhiên là nhiều nơi không có chấp nhận thanh toán bằng BTC thậm chí là không thể tại vì luật nơi đó không cho phép và đương nhiên chúng ta nói tới là đặc điểm của USD thì cũng rất mạnh ở nhiều ở cái phía như là di động dễ tiền tiền pháp định rất là dễ di động các bạn thậm chí bây giờ sử dụng thẻ tín dụng hay là sử dụng thẻ ngân hàng thì đâu cần phải cầm tiền theo đâu khả năng phân chia cũng mạnh các bạn thấy được là tiền được sử dụng hàng ngày mà tính đồng nhất của mạnh một đô la là một đô la khả năng chấp nhận của mạnh hầu như là tiền pháp định quốc gia nào cũng phải chấp nhận tiền pháp định của họ thậm chí đồng đô la được chấp nhận ở rất nhiều quốc gia nhưng mà độ bền thì trung bình à, Đổ bền ở đây đang thằng chỉ nói riêng về tiền giấy mà thôi thì tiền giấy mỗi bao nhiêu năm đó họ phải là tạo ra tiền giấy mới tại vì tiền giấy cũ nó sẽ bị hư nhưng mà nguồn cung hạn chế thì rất là yếu tại vì cái bạn thấy được là tiền pháp định thì đương nhiên là ngân hàng trung ương và chính phủ là có thể quản lý và có thể là in thêm thì đây là đặc điểm thì các bạn đều là nhìn vào chức năng của tiền thì mình hơi yếu nhưng mà về đặc điểm thì cũng không có tệ nhưng mà thuận lại muốn nói về một đặc điểm khác nữa đó chính là thứ nhất đó chúng ta thấy lịch sử ổn định thì lịch sự ổn định à, là cái phần này đó thì mày được bò nó mạnh hơn con bò nó đã có từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi ai cũng biết con bò là gì là tại sao con bò có giá trị thịt bò nó ngon cỡ nào nhưng mà chúng ta thấy được là đồng đô la đó thì cũng không muốn lịch sử ổn định như các bạn nghĩ đâu thực ra mà nói là tiền mà có cái độ lâu dài nhất trên thế giới bây giờ là đồng bảng anh à, khoảng chừng là 300 năm nhưng mà đồng đô la thì nghĩ là không tới cái con số đó đâu tại vì chính phủ hoa kỳ à, đã có những cái sự cố và chúng ta thấy được là đồng đô la nói riêng hay là chúng ta nói bất cứ một quốc gia nào các bạn có nghĩ đi cái tiền các bạn đang cầm trên tay đó là có lịch sử bao nhiêu thì cũng trung bình mà thôi chứ không có nhiều lắm đâu không giống như là vàng vàng là có lịch sử rất là lâu cho nên vàng rất là mạnh về cái lịch sử ổn định bitcoin đương nhiên là yếu nhất rồi chỉ có lịch sử chỉ có khoảng chừng là 12 năm nay mà thôi kế tiếp nữa đó là chống kiểm duyệt thì các bạn thấy được là bò usd hay là vàng điều yếu bitcoin là mạnh nhất khi các bạn gửi bitcoin của mình từ ví này qua cái bí khác là không ai có thể ngăn cản được, không có một đơn vị nào có thể can thiệp vào cái gì đó. Đó chính là một trong những cách mà chống kiếm việc rất là tốt và cũng là một trong những ưu điểm rất là mạnh của BTC. Kế tiếp nữa là có thể sử dụng trên mạng thì đương nhiên là không bò là sử dụng trên mạng được. Nhưng mà nằm đô la đi như là được rồi, các bạn mua sắm online hàng ngày mà à vàng đi như rất yếu, các bạn thì được là làm sao các bạn sử dụng vàng trên mạng được. Và BTC đó thì rất là mạnh, đương nhiên BTC nằm trên mạng mà kế tiếp nữa là thuế đây là một điểm mà BTC đó rất là yếu tại vì các bạn thấy được là thuế thì các bạn sử dụng bất cứ loại tài sản nào thì nhiều chính phủ trong đó chúng ta nói riêng trên Hoa Kỳ đều cho là các bạn bán tài sản đó giống như là các bạn sử dụng bò sử dụng vàng sử dụng BTC để mà trả cho bất cứ một cái giao dịch nào thì sẽ coi như là các bạn bán tài sản của mình mà nếu các bạn có có lời các bạn phải đóng thuế nhưng mà đương nhiên là USD thì không phải là tài sản là tiền cho nên sẽ không cần phải đóng thuế đó là cái điều mà rất là khác nhau giữa tài sản và tiền và cái tính hoàn trả lại đó khó hiểu hơn là các bạn sử dụng tiền pháp định đó, thì có tính hoàn trả lại rất là cao như các bạn bây giờ đi là thuận cho phép một nơi đâu đó để mà tính tiền bình thuận nhưng mà cái nơi đó đó tính tiền online chặt thẻ có thuận nhưng mà họ là họ lại không có đưa tài sản hay là đưa bất cứ cái món đồ mà thường mua đến nhà cho thuận thường có thể là yêu cầu là ngân hàng của thuận là ngưng không trả dịch vụ đó và hoàn tiền lại cho thuận tại vì thường các bạn sử dụng thẻ tín dụng đó thì 30 ngày sau hay bốn năm ngày sau họ mới gửi tiền thì nếu như mà trong thời gian đó các bạn không nhận được đó thì ngân hàng trên các bạn vẫn chưa có gửi tiền mà các bạn hoàn toàn có thể lấy lại tiền của mình thì rất là mạnh nhưng mà điều đó không thể làm được với những loại tài sản như là con bò hay là vàng hay là BTC thì thuận nhất rõ hơn đó là chức năng của tiền đây là một trong những điều mà rất nhiều sách ghi lại chứ không phải là thuận à, tự tạo ra phần này đặc điểm của tiền sáu đặc điểm này đã cũng được ghi nhận lại bởi rất nhiều những cái cuốn sách khác nhau chứ không phải là thuận tự tạo ra nhưng mà bên dưới này đó là phần này là thuận tự tạo ra để so sánh rõ hơn thì nếu các bạn nhìn chung đó, tất cả những mục này cộng lại thì các bạn thấy được là rất đơn giản hiểu được tại sao tiền pháp định đồng USD hay là bất cứ tiền pháp định nào lại là cái phương tiện thanh toán được sử dụng rất rộng rãi mà không phải là những loại tài sản như là bò hay là vàng hay là BTC. Tại vì nói chung đó thì đồng USD cho dù là các bạn thấy là nguồn cung không hạn chế, các bạn sợ làm phát các bạn không muốn lưu trữ lâu dài nhưng mà đó không có nghĩa là đồng pháp định không phải là tiền được sử dụng rộng rãi, tại vì nó rất là mạnh khi mà các bạn nhìn vào những cái phương diện khác. Đó là lý do tại sao mà thường nghĩ là nhiều người đó thì nghĩ là BTC đó sẽ thay thế tiền pháp định thì thuận nghĩ là điều này đó cũng không phải là không thể xảy ra điều gì cũng thể xảy ra nhưng mà thường chỉ nghĩ là khả năng này nó thực sự là không có cao lắm đối với thuận tại vì các bạn thấy được là nếu như vậy đó chúng ta cũng cần phải có lịch sử ổn định lâu dài hơn chúng ta cần phải có lực thuế và luật thuế đó là dựa vào, vào ai dựa vào chính phủ để mà yêu cầu thuế đóng như thế nào và cái tính hoàn trả lại thực ra rất là thấp nếu như mà các bạn muốn có tính hoàn trả lại đó các bạn cần phải có cái công ty thứ ba đứng đó để mà lưu trữ bitcoin cho các bạn để các bạn có thể khiếu nại để mà lấy lại tiền nhưng mà làm điều đó đó thì đương nhiên là sẽ giảm đi chống kiểm duyệt thì các bạn được là nếu như bitcoin của các bạn nằm trên một cái sàn giao dịch thì chính phủ hoàn toàn có thể là gửi đơn kêu sàn gì đó là không gửi bitcoin hay là khóa lợi lóc lợi bitcoin của các bạn hoàn toàn có thể các bạn chỉ có thể sử dụng bitcoin mà không bị kiểm duyệt khi mà các bạn từ sử dụng ví của các bạn mà thôi thì đây là cái suy nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi thường muốn chia sẻ để các bạn có một cách nhìn tổng quát hơn Về cái câu hỏi là Bitcoin có phải là một sự lựa chọn tốt cho tiền hay là không Thì đối với Thuận bây giờ là không phải Thuận vẫn coi BTC vẫn như là một cái tài sản lưu trữ giá trị Một cái phương tiện đầu tư Đó là cái lòng tin của Thuận đối với BTC Như là một vàng điện tử vàng 2.0 Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới Thực hiện hơn cũng chuẩn bị một số những cái tài liệu à, liên quan tới web 3.0 và nhất là những cái à, sự chỉ trích đến từ Jack Dorsey về Web 3.0 nhưng mà cái video cũng khá là dài rồi và thường cũng nói nãy giờ cũng khá là mỏi miệng cho nên thường sẽ nhưng cái video này ở đây và thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp khi mà thường chia sẻ về Web 3.0 và những suy nghĩ của Jack Dorsey và cái sự khác nhau giữa Web 3.0, 1.0 2.0 là như thế nào và tại sao bây giờ lại có nhiều người đó họ tỏ ra bất mạng đối với lại cái phong trào Web 3.0 này. Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông mô link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit và đặc biệt sàn Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu truy miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông mô link của Thuận Capital như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đó có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase. Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng lending lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và đương nhiên tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.